Chú làm những phóng sự như thế này về bên kia có bị làm khó dễ hay không? Câu trả lời rằng tôi đang bị khó dễ ngay tại ở Việt Nam này, chứ không nói cần phải về bên đó mới bị khó dễ. Tôi đang bị nhóm Trần Hải Yến và Bùi Gia Việt ấy. Tôi nói rằng anh Trần Hải Yến rất là dễ thương, rất là hiền và rất là tốt, và lòng tốt của anh ta đang bị lợi dụng. Lòng tốt của anh ta đang bị lợi dụng. Ai lợi dụng thì quý vị tự tìm hiểu lấy. Chúng tôi không muốn kết án cho bất cứ một cá nhân nào, nhưng mà những cái tin nhắn và những cái người mà gọi là dùng những cái tên giả hoặc là không có hình avatar đấy, đang súng vào để đánh tôi đó, quý vị đó nó đang chửi cha ông Trần Hải Yến và ông Bùi Gia Việt lên. Tại vì người ta đọc, người ta sẽ chỉ biết đây, à từ sau khi cái sự kiện Trần Hải Yến và Bùi Gia Việt, ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã bị đánh, mà người ta không biết rằng những cái người đang đánh tôi đó đó không phải là phe của ông Trần Hải Yến hay là ông Bùi Gia Việt, hoặc là có cũng là phe, nhưng mà đó là những người lợi dụng cơ hội chủ nghĩa, tức là thừa nước đục thả câu đó, cái để mà đánh phá tôi và tạo cái sự ly gián và nghi ngờ giữa anh em Cờ Đỏ với nhóm ông Trần Hải Yến và những người ủng hộ KBC hải ngoại. Và quý vị thấy rằng những người ủng hộ KBC hải ngoại đông hơn nhóm ông Trần Hải Yến và nhóm ông Bùi Gia Việt, tôi khẳng định điều đó. Thành ra đối với tôi, những cái lời ong tiếng ve nó không cản trở được bước chân, tại vì 18 lần về Việt Nam. Và nếu mà tôi là một người xấu, tôi là người phản bội đất nước, hoặc là những cái tin nhắn gửi lên ấy, ông Hùng ông là một cựu quân nhân, thành ra ông không, ông rất thích cái chữ ngụy. Cái xe này đã bị ô nhiễm này, ở bên Mỹ là bị phạt này. Bên Mỹ là bị phạt, phạt Ô rất tô đời mới, là đây là xe đời chạy mới dầu, đấy, đây là xe chạy dầu, đấy. Ồ, xe chạy dầu thế nhưng mà nó vẫn bị phạt như thường, tại vì nó bắt buộc nó phải có hệ thống emission nó gắn thêm vào. Ở bên Việt Nam là chưa có đó, nhưng mà bên Mỹ nó bắt gắn thêm cái hệ thống, nó gọi bộ lọc thì xe chất dầu hay xe chất xăng gì đó nhưng mà đều cũng cả phải. hàng trăm xe nó chạy trên đường vậy thì nó có hệ thống giám sát bằng cách nào hả chú? À không, nó chỉ nhìn đấy là cái xe mà nó bị ấy ra thôi. Tất cả những cái đường dây băng qua đây á, người ta đã làm một cái băng ngang đều có camera hết. Hầu hết đều có camera. Đây là truck and bus Thủ Đức. Nó lên bởi vì chúng tôi có rất nhiều. Nó 8 mấy tầng, 8, 8 23 tầng gì. Chúng tôi có rất nhiều người lãnh đạo đọc cái Facebook của KBC Hải Ngoại và rất nhiều người vào kbc.com. Thành ra chúng tôi không muốn những cái tin tiêu cực đó chửi nhau đánh nhau ở trên đó. Thành ra chúng tôi thấy rằng những người mà chửi Nguyễn Phương Hùng là đồ chó chết này kia đó, thì bây giờ nó đang nói hay là sao nó chết được? Và quý vị gọi tôi là đồ chó chết mà tôi không chết thì quý vị chết đi. Dễ quá thì không thành vấn đề. Thưa quý khán giả, tôi bị đánh ngay từ lúc mà tôi đi vào APEC. Bởi vì sao? Tại vì tôi khen nhà nước Việt Nam đã thành công trong APEC. Thế là tôi bị đánh ngay lập tức. Và những cái giờ cái những là nghe một cái live stream mà không rõ ràng, vin vào cái đó xong rồi đi xuyên tạc thêu dệt lên, người khác cũng lại tin chỗ đó đấy. Bởi vậy tôi nói rằng á, cái mạng này là mạng ảo, và tôi đồng ý Việt Nam á, là đòi cái máy chủ phải đặt tại Việt Nam, Google hay là YouTube hay Facebook phải đặt cái máy chủ tại Việt Nam, thì lúc đó đó bên nhà nước sẽ có thể kiểm soát được những cái người vào trong đó. Cái thứ hai, những người vào trong tiệm net, trong tiệm net nó có IP riêng, một cái IP đó nó xài chung cho tất cả những người ngồi trong cái tiệm game. Nếu mà chúng ta đặt máy chủ ở Việt Nam thì chúng ta có quyền, mỗi một cái máy đó là nó có một cái IP phụ, tức là cái địa chỉ của một cái IP phụ, thì lúc đó nhà nước sẽ kiểm soát được ở trong cái tiệm bắn game đó đó là ABC,
thì có cái máy số 1 hay là máy số 2 hay máy số 3 đang gửi những cái tin phản động. Lúc đó bắt là rất là dễ dàng. Tôi ủng hộ nhà nước Việt Nam trong cái đòi hỏi đó. Bởi vì nếu mà đưa về đây thì là cái máy chủ đặt tại Việt Nam, nhà nước quản lý rất dễ dàng. Đây là chỗ của công ty Ford. Quý vị thấy rằng từ lúc này chưa nơi nào có nhiều nhà băng như là ở bên ở Việt Nam nữa. Rất nhiều nhà băng. Vâng, Henry, không hiểu sao nhiều cuộc, nhiều cực đoan nhỏ mọn quá, lôi chuyện cũ ra chống phá. Có gì đâu. Một bài đánh như Nguyễn Phương Hùng lên 200 ngàn hay là 300 ngàn thì ngồi ở nhà đánh một bài lên thì tội gì mà không đánh. Đây là Mitsubishi. Mitsubishi ở bên Việt, bên Mỹ bán rất là chậm. Và đa số giới trẻ lại thích cái xe Mitsubishi. Nhưng mà bên Việt Nam xe Mitsubishi cũng khá đông. Thì đó, bởi vì không cho vào thì mới bị và là bảo là bênh như Nguyễn Xuân Nghĩa nói chuyện, là Lê Xuân Nghĩa, chuyện vô lý, rất là vô lý. Tôi không cho các anh viết bậy viết bạ trên trong trang của tôi, không có nghĩa rằng là tôi bênh ông Lê Xuân Nghĩa. Bây giờ lại gắn ghép cho tôi cái tội là tôi bênh cái lịch sử Việt Nam. Tôi chưa có một thái độ nào hết, tôi chỉ bảo là yêu cầu là quý vị đặt vấn đề với lại ban tuyên giáo. Quý vị đặt vấn đề ai cho phép ông Phan Huy Lê và ông Đại tá Trần Đức Cường viết cái quyển sử đó. Và ai là người kiểm duyệt cái quyển sử đó? Quý vị hỏi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi. Tại sao lại mang cái người ta ra đánh, xong rồi người ta không bằng lòng thì lại nói là người ta là người bị sa thải khỏi đảng. Bị sa thải khỏi đảng thì chứng minh đi. Thì trên báo đó, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo VN Express, những người nào bị sa thải khỏi đảng đều có đăng tên hết lên. Cho tôi chứng minh đi. Tôi ghét nhất là cái tội mà vu khống mà nhét chữ vào miệng. Nói là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, bạn nào chứng minh cho tôi là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nó nói câu cái nói chuyện đó. Một cái video người ta làm giả rất là dễ. Bằng chứng là video tôi ra ngoài Trường Sa nó cũng bị giả mạo. Đó, chú quay chú. Đây video. Cái gần chú ơi. Một nhóm ba chỗ đó. Đỏ. Đây. Cái này hình như là phái đoàn nhân viên thôi chú ạ. À, nhân viên à. Nói là cộng đồng chống cộng, xuyên tạc, vu khống. Ngày hôm nay tôi cũng có thể nói rằng anh em ở trong nước này á, Cờ Đỏ và Quân Khu 7 cũng là người vu khống. Bởi vì một ông trung tá mà là phục vụ cho quân đội mà ở Quân Khu 7 mà dám đi nói chúng tôi như vậy thì hết ý kiến. Viên chức của Ủy ban Nhân dân của Thanh Hóa vào người ta là đảng viên. Cái vấn đề đảng viên bị lột chức hay không, cái chuyện nó không thành vấn đề. Nó không liên quan gì tới những cái bài viết của các bạn. Mình làm gì để thuyết phục. Okay. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói như điều này sai. Okay. Không đồng ý ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Lê Xuân Nghĩa. Đây là một cái chợ đêm trong khu vực này. Quý vị thấy rất là sầm uất. Black Friday Big Sale. Quý vị nhìn nhé, chữ Big Sale đó. Đây là đài truyền hình HTV. Nói rằng chúng tôi những người dân ngoan hay là những người nghĩa là dân chủ gì đang biểu tình này kia ở nhà thờ Đức Bà là láo khoét. Những cái điều đó nó Bùi Gia Viết và ông Trần Hải Yến tại sao không đánh? Dùng thì giờ đi đánh nhà báo.
Đấy, quý vị, những cái điều quý vị cần phải làm, thay vì quý vị đánh Lê Xuân Nghĩa hay là đánh những người khác, quý vị tập trung vào đánh giận là đủ rồi. Chỉ vì những sự bất đồng một cái chữ mà lịch sử Việt Nam với chữ Ngụy hay là không Ngụy. Tôi không có cái là cái chữ Ngụy nó mang ý nghĩa gì hoặc là nó không ấy. Tôi chỉ nói rằng là cái đó là do nhà nước cho in, cho phát hành, thế thôi. Và nếu đánh thì đánh nhà nước đi. Tự nhiên mang ra anh em chửi nhau. Giờ tôi không cho đăng cái là bảo tôi là cạn tình cạn nghĩa. Cái nhà của tôi ai muốn vào đâu có phải được, là tự do muốn vào là vào đó. Đấy, bây giờ cái nhà thờ Đức Bà đó, bây giờ đó quý vị nhìn thấy rõ ràng đang xây dựng. Mà bây giờ nếu mà quý vị chủ nhà chủ nhật ngày hôm nay, lát nữa quý vị nhìn thấy một cái live stream nói rằng buổi sáng hôm nay chúng tôi biểu tình ở đây là chật lấc. Và nếu mà nhóm ông Trần Hải Yến và cái nhóm của ông Bùi Gia Viết chịu khó đi ra ngoài cái nhà thờ này đó, lúc người ta live stream đó, mình đứng quay luôn. Chúng tôi đang có mặt ở nhà thờ Đức Bà đây và không có một cái live stream nào hết. Không có ai đang biểu tình đây hết. Đó là những cái điều mà mình có thể phản biện được. Cái nhóm bà xạo không đi làm, ngồi đăng những cái tin về Nguyễn Phương Hùng. Henry Nguyễn đúng, người ta nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại. Quý vị đánh Nguyễn Phương Hùng quý vị có lợi không? Hả cái cơn tức giận vì Nguyễn Phương Hùng không cho đăng những cái bản tin quý vị chửi Lê Xuân Nghĩa, nó có giúp ích gì được cho đất nước không? Không, khẳng định là không. Nếu không muốn nói rằng là ngu. Tất cả các độc giả KBC hải ngoại và rất nhiều giới trẻ đã ý thức được câu chuyện của cái vấn đề này. Và các bạn đã lên tiếng dùm cho chúng tôi. Chúng tôi chưa nói chuyện mà. Chúng tôi sẽ về bên Mỹ và chúng tôi sẽ phân tích. Chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết ai là người giật dây làm cái chuyện này. Trong vòng một tháng nữa, tất cả câu chuyện này sẽ được dàn xếp êm. Mà KBC hải ngoại không cần phải ra tay hoặc là nói với ai hết. Bởi vì chúng tôi chủ trương chúng tôi về đây là để mà giúp cho nhà nước hòa hợp dân tộc, mà đâu phải về đây để mà đi ăn uống với lại nhóm cờ đỏ rồi xong đánh nhau đâu. Chúng tôi đã có những cái hiểu lầm của anh em ngày xưa ở miền Bắc, bây giờ họ cũng quay trở lại với tôi và tôi vẫn chấp nhận. Hỏi Hoàng Công Cường có, hỏi Võ Khánh Linh đó có. Hỏi Nguyễn Hải Win Win TV ấy, giải độc chính trị. Ngày xưa chúng tôi có những cái sự mâu thuẫn và bây giờ thì chúng tôi vẫn là anh em. Nếu mà chúng ta giải quyết được những cái sự mâu thuẫn thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái điều mà chúng ta cần phải làm. Mình đi sau lưng cái đường Nguyễn Duyên qua. Bằng Nguyễn, con người không ai hoàn thiện được tất cả chú ạ. À. Thế nhưng mà tại sao lại mang nhà báo lên? Tôi hỏi bằng Nguyễn trả lời giùm đi. Mang tôi lên đấy, đấu tố từ sáng giờ. Mà tôi đang đi bận làm live stream, tôi chưa có thời giờ để mà vào dọn dẹp rác dưới. Qua đường Nguyễn Dung. Ông Hùng tương này. Vâng, Henry Nguyễn, mỗi người một cuộc sống, một cách nói. Cứ bắt người khác phải theo ý mình sao được. Mà khi họ không đồng ý với mình cái là quay trở lại chửi. Chúng tôi không biết cái Phoenix hình Huỳnh, tức là Tony Tèo. Có những anh em mâu thuẫn thì cái gì không biết. Mang chị ra đánh tơi bời chú Út này.
Thế rồi bây giờ tới lượt nhà báo. Tôi chỉ cười thôi. Các anh em đang mắc bẫy cái chống cộng cực đoan mà các anh em không biết. Bây giờ mà tôi nói rằng một ông trung tá mà quân khu 7 mà tầm thường như vậy thì lại mang tôi ra nói là Nguyễn Phương Hùng ông chỉ nhục trung tá quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân. Tôi chỉ nói cá nhân. Hãy dùng cái đầu óc khôn ngoan của mình. Vâng đúng rồi Phan Toàn. Tôi chỉ đăng một cái tin rất là bình thường. Đây, không kể từ nay KBC cái Facebook của KBC Hải Ngoại sẽ không đăng những cái tin của nhậu phe Trần Hải Yến, Bùi Gia Việt và phe của Lê Xuân Nghĩa. Tại vì họ đã chửi nhau. Tôi đăng cả hai bên mà. Thế rồi ông Trần Hải Yến thông báo cho biết rằng là tôi là phản bội. Thế rồi ông Bùi Gia Việt bắt đầu tấn công, kéo theo một đoàn bầu sê tử mà họ không biết họ là ai hết. Đúng như vậy Henry. Chửi chống cộng cực đoan mà bây giờ mình đáp lên cái bãi nước đáy của chống cộng cực đoan. Mình cũng làm công việc giống như họ, xuyên tạc đánh phá người đang làm cái lợi cho đất nước chỉ vì vấn đề mà bất đồng chính kiến. Vậy quý vị đặt cái vấn đề bất đồng, cái đồng chính kiến của cái chính kiến của mình lên trên quyền lợi của quốc gia. Quý vị đi sai lời của Bác Hồ rồi. Hãy học tập theo gương của Bác Hồ. Lãnh tụ mà cứ mang ảo tưởng về ảnh hưởng của mình. Đúng. Chống cộng cực đoan ngoài đó nó cứ mang ảo tưởng. Một ông, tôi nói thẳng luôn, ông Nguyễn Vũ Khương. Ông mà đã từng ở nhà thờ Vinh Sơn. Qua bên Mỹ. Tuyên bố rằng ấy, tôi mà chết, tôi phải đứng dậy tôi chào lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước khi tôi chết. Tinh thần rất là vời, cao vời vợi. Hai ngày sau nằm ở trên giường trong cái chỗ trung tâm người già. Chết ngắt củ tỏi. Thì không biết ông có dậy. Người ta vào trong giường họ biết ông chết. Thì không biết ông có dậy ông chào lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa hay không. Vâng, chuyện nhanh thuận. Không khác gì chống cộng cực đoan hết. Mình chửi người ta sao rồi mình làm giống y chang như vậy. Đây là đường Lý Thị Trọng này, nó chỉ một chiều.